Chào mừng tất cả các anh chị các bạn đã đến với shop Hoa Lan Hoàng Nhung tại Hải Dương. Trong phiên livestream buổi tối ngày hôm nay ngày 17 tháng 8 năm 2023, hôm nay shop bên em sẽ lên cho mọi người rất là nhiều những mã hàng đẹp nhé mọi người nhé. Tất cả những hàng này em đã đánh cho các bác một cái mã hình. Và việc các bác là nếu các bác ưng mã hình nào, các bác chốt đơn thì gọi đọc đúng mã hình đó ạ. Hôm nay thì có rất là nhiều mặt hàng với giá rẻ và những cái cây phải nói là tuyển chọn đẹp. Trong phiên livestream này hôm nay thì em sẽ đánh theo từng mã hình nhé. Mọi người đặt hàng thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại cũng như là số Zalo 0393998895 hoặc 0966121377 ạ. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Lộc Hải Dương. Đó, và tất cả những đơn giá em báo là chưa có phí vận chuyển ạ. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Và sau đây em sẽ lần lượt điểm qua từng mã hàng giới thiệu đến các bác nhé. Toàn thì cái hàng bụi lùm nhiều thân và giá thì rất là vừa phải chăng. Đấy, các bác cứ thể có thể tham khảo tất cả các shop ạ. Em đi qua bắt đầu là mã số 1 nhá. Mã số 1 em lên cho mọi người một cái chậu kiều vuông Lộc Bắc cùng Lâm Đồng. Đấy ạ, dòng kiều này thì thân của nó thì rất là đẹp. Và thứ hai là hàng này là hàng thuần. Về các bác chỉ treo và đến Tết là chơi hoa nhé. Dòng kiều này nó chuẩn Tết. Đó, cái chậu này em ký hiệu là mã M1 150.000 thôi. Rất là nhiều thân tơ, xanh mướt. Chậu M2 kiều Lộc Bắc. Cái chậu này là sót lại trong cái lô mà em bán 280 đấy ạ. Nhưng cái chậu này em còn sót lại một chậu cuối cùng, em đánh mã số 2. Đây hôm trước em bán nhưng mà vừa rồi là có một bác chốt thì sau đó bác ấy lại hủy đơn đấy. Nên là bây giờ là còn cái chậu này. Đấy, lô hôm trước là bán 280, hôm nay em bán chậu này 230.000 nhá. Gần như là toàn bộ là thân tơ ạ. Cái dòng kiều này hoa của nó chùm rất là đẹp. Đây, cái chậu 150 và chậu 230 nó có sự khác biệt nhau nhá mọi người nhá. Mã M3 em lên cho mọi người một con nhan hoàng nhạn tháng 4. Một con hoàng nhạn tháng 4 này gồm có 2 cây. Hàng này là hàng ghép thuần chậu từ khi cây còn bé nên cây của nó lớn lên ạ. Cây rất là mướt chứ nó không như là những cái cây mà mua hàng cân như bây giờ đâu ạ. Đấy, lá rất là bóng mượt. Cây đằng sau bản lá rất là to. Hai cây hoàng nhạn tháng 4 nhiều cặp lá này bán là 170.000 thôi. Hồi xưa ghép gỗ nha mọi người nhá. Về cho sang cái chậu gỗ to cũng được 170.000 mã M3. Mã M4 này, chậu này thì đẹp hơn này. Cái lá to như là cái lá tam bảo sắc luôn. Nhưng mà đây là hoàng nhạn cả nhà nhá. Cái lá bên đây cũng to như bốn nở luôn này. Đấy, chậu này ba cây rất là đều nhau. Mà chỉ có điều là cái cây này vận chuyển nó bị chạm và nó bị sứt một tí. Đây này, mặt trên không sao nhá, nó sứt một tí lá đằng sau thôi. Chứ nó không phải bị bệnh gì đâu cả nhà. Nên ba cây này là em bán có 250. Chứ thực tế nếu mà ba cây này tính ra rẻ nhất 100.000 một cây, hoặc riêng cây lá to này cũng đã hơn 100.000 một cây rồi. Em bán cả chậu này 250. Này, bán giao lưu cho các bác 250 ba cây. Mã M4. Mã M5 em lên cho mọi người một cái mã hoàng hậu hoa xanh. Chậu này đang lên mầm này, rất là đẹp. Mã hoàng hậu hoa xanh này, thế của nó thế tròn, lá rất là đẹp này. 150.000. Cái này không biết là đang nhú nụ hay đang nhú mầm thì em không chính xác lắm, nhưng mà đây đang nhú này. Mã M5 150.000. Mã M6 lên cho mọi người, M6 M7 đều là một cái giỏ long tu xuân. Thú thật mọi người là hàng cân năm nay á, em nhập lô nào em lỗ lô đấy luôn. Mà cái giá thành của hàng cân á, nó không giảm một tí nào mà bán ra cho các bác. Đầu ra thì lại phải giảm, tức là đầu nhập không giảm nhá, mà đầu ra lại phải giảm, mà trong khi đó là lô nào gần như là cũng lỗ các bạn. Nên lý do tại sao em nhập hàng thuần kể cả em lãi 20.000 một giò, em vẫn thích hơn là lãi hàng cân 40-50.000 một cân đâu ạ. Cái long tu xuân này thì thực tế là các bác mua hàng cân nó rơi tầm 250 một cân. Mà các bác bảo mùa này mùa hè cái hàng cân đó, nó cứ lên mầm nào gần như đầu ngọn của nó hay bị thối. Và thứ hai hàng rừng vận chuyển nó hay bị nát lắm. Nên lý do là các bác hãy lấy một cái chậu hàng thuần này đi. Đấy, chậu này nhiều thân lắm. Nói chung là sum xuê như vậy có 150.000. Một cái bảng long tu xuân này hoa nở xuân Tết 150.000 quá rẻ đúng không? Bây giờ thời điểm mùa hè mới thế thôi, chứ bây giờ đến mà cái thời điểm mà nó thất ngọn ấy là không bao giờ có giá dưới 200.000 một giò đâu ạ. Đây là hình số M6. Mã M7 cũng là một bảng long tu xuân nhiều này. Căn bản này em chưa xóa ra thôi. Xóa ra thì nói thật là nó cũng rất là nhiều đầu luôn, mà nó đẹp lắm. Mã M7 cũng là một bảng long tu xuân 150.000. Mã M8 này em lên cho mọi người một siêu phẩm. Đây là chính là một cái chậu. Chậu này là cái chậu vũ nữ cam lửa. Bông hoa màu cam lửa rất là đẹp luôn. Màu cam lửa rực rỡ luôn ấy. Chậu này các bác bảo mua cái chậu này ngoài thị trường nó to vĩ đại như này bao nhiêu tiền cho vừa. Em bán cho mọi người chỉ có 200.000 thôi. Chậu này tách ra được làm hai chậu nhỏ nhá. Mà riêng cái chậu nhỏ cái cam lửa đã 150 một chậu rồi ạ. Hai chậu nhỏ còn thừa hai chậu nhỏ ạ. Em bán mã này có 200.000 thôi. Về tách chậu ra nhiều lắm. Mã M9.
Mã M9 là một cái giò trầm trắng cả nhà. Giò trầm trắng này 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 6 ui 8 thân thôi cả nhà ơi. 8 thân trầm trắng nhá cả nhà nhá. Hoa chuẩn hoa luôn ấy. Chuẩn hoa trầm trắng luôn. Mã M9 này 170.000. Mã M9 8 thân trầm trắng. Thân trầm nhá 170.000. Mã M10 em lên cho mọi người một cái cây hải yến lai với cửu bảo tiên. Thực ra đây cái cây này á, cái lô này là hôm vừa rồi đã sổ ra một cái bông hoa rất là đẹp, vòi nó vừa dài và bông của nó rất là thơm. Riêng cái dòng hải yến lai với cửu bảo tiên thì nó mang cái vẻ đẹp của cây bụi cửu bảo tiên nhiều hơn. Và nó có cái đặc sắc đó chính là cây hải yến ấy. Nó dòng lai này hoa nó nở quanh năm. Em treo mà dễ đang lên dễ non này. Em bán 130 thôi. Cái lô mới về em bán 150 ạ. Bây giờ còn một vài chậu em bán 130 này. Mã M10. Tiếp theo là mã số 11 ạ. Em lên cho mọi người một chậu giả hạc Hawaii cho các bác làm giống này. Cũng rất là nhiều mầm, 30.000 thôi ạ. Mã số 11. Mã số 12 là một chậu sơn thủy tiên tác phẩm siêu to đùng. Chậu này là chậu ghép thuần cũng lâu năm. Và thứ hai là chậu này để các bác chơi chơi xuân Tết này. Một cái giả hành của nó rất là mập, đẹp và rất là nhiều mắt nụ hoa. Bây giờ cái cây này là rất là đanh và hướng của nó là tứ phía nhá. Hướng tròn, rất là tròn đều. Một giò to đùng này em bán là 290.000 nhá. Đây là mã số 12. Mã số 13 lên cho mọi người một siêu phẩm đen rỗ mắt đen. Đây các bác bảo một cái chậu đen rỗ mắt đen siêu to đùng mà rất là nhiều mầm gốc như thế này. Đấy, bán bao nhiêu nhỉ? Đấy, cái giò này là hàng thị trường đang bán 250.000 đấy. Em bán 180.000 cho các bác cái chậu này. To lắm. Bác nào mà lấy chậu này thì phải nói chung là hết nước chấm luôn. Có 180.000 thôi. Hoa của nó rất là sai hoa. Ngày xưa cái giống này đắt luôn ấy. Ngày xưa cái dòng đen rỗ cũng đắt. Chẳng qua loại này dễ trồng, dễ chăm và dễ nhân kỳ. Mã 14 là một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố. Rất là dài, thân mập. Giò này em bán là 180.000. Dòng này hàng ươm kỳ của Đài Loan. Bông tím đậm nhá các bác nhá. Đây. Về các bác chỉ việc treo này thôi. Có 180.000. Giá rẻ bất ngờ. Đấy, bây giờ mình cứ đợi cứ thử đến lúc mà nó ra nụ xem. Không bao giờ có dưới 200.000 một giò này. Mã số 15, M15 là một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố. Nhưng giò này ngắn hơn giò kia nhá. Cũng rất là nhiều thân, 150.000. Mã số M15. M16. Hôm nay em lọc vườn lại có một cái chậu Đai Châu Blue các bác ạ. Chẳng hiểu sao lại nói ra cái chậu này to nhất trong hội luôn. Em bán chậu này 130.000 thôi. Đai Châu Blue nhá, bò Blue. Mã M16 này. Cái to đùng. Chuẩn hoa. Mã M17 lên cho mọi người một chậu chấp Mỹ 3 thân. Chấp Mỹ nhá, bông hoa cánh chấp, viền chấp rất là đẹp. Giò này 90.000. M17. M18 em lên cho mọi người một con dáng hương Samurai hàng của Thái Lan. Cây này thì hiện tại là đang có tổng cộng là 1 2 3 4. Tổng cộng là một chậu này là 4 cây. Em bán là 120.000. Lô này em bán 140.500 đấy. Bây giờ em xả 120, M18, 4 cây. Hoa rất là thơm. Mã M19, con này 3 cây, 100.000. Nghĩa là 3 con trong một chậu, 100.000. Riêng dòng này là dòng chơi hương cả nhà. Cứ treo lên thôi. Đến lúc mà ra hoa, nó tỏa hương thơm ngát trong cả vườn luôn. M20, đây cho mọi người một con Vanda hoa màu trắng. Chậu này nó là chậu 2 cây ở nhà nhá. Em treo mà lên cả dễ non này, đẹp lắm. Chậu này em bán cho bác 160 thôi. Hôm vừa rồi em bán cây lẻ, cây đơn đấy. Chậu một cây đơn đã 150, hôm nay chậu 2 cây đã bán 160 các bác. Có một chậu này màu trắng em bán giá rẻ các bác, xả luôn M20. Mã M21 em lên cho mọi người một combo Zaza mini. Combo này thì em đang thanh lý các bác nhé. Những cái bụi Zaza này em bán trước đây là 22.000 đấy. Em bán combo cho các bác một này. Hai cây này. Cây đang có nụ này. Cao có nụ. Ba này, cũng có cây đẹp, cây xuống lá nhá. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Nhiều màu lắm ạ. Đang lên mầm 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này. 13 cây cơ cả nhà. 13 cây Zaza mini nhá mọi người nhá. 13 cây với giá là 180.000 cả đống này nhá. 180.000 cả một đống luôn. Về ghép được 3-4 chậu luôn. Zaza mini rất là siêng hoa. Đây là mã M21. Mã M22. Đây. Chậu này thì ít rụng lá hơn. 1 cây này. 2 cây. Đây này em vẫn bán 22 đấy.
Cái này cái bụi to hơn và ít rụng lá chân hơn. 3 cây này. Này nhiều mầm gốc chưa? 4 chậu này. 5 chậu này. 6 chậu này. 7 chậu này. 8 chậu này, bông này chớp chớp đẹp chưa? 9 này. Bông này cũng rất là đẹp đậm. 10 này. Đang lên nụ hoa tiếp này. 11 cây, nhiều thân. Hàng này em đang bán 22.000 một cây đúng không? 10 cây đã 220, em bán lô này cho mọi người 200.000 thôi. 200.000. 11 cây da mini. Úi dồi ôi, nhiều lắm cả nhà, trông thế thôi cứ nhiều cực kỳ luôn. Mã M22 là 200.000. Tiếp theo mã M23 em còn 2 cây Vanda hoa tím. Vanda tím này lá xếp rất là đẹp. Hàng Thái về vận chuyển thi thoảng một số lá nó hơi tép một tí nhá. Hàng này em bán lẻ là 150 một cây. Hôm nay em xả cho mọi người 200.000 2 cây. Các bác có thể tách lẻ em bán cho các bác 100.000 một cây. Còn bác nào lấy hết cả 2 cây này là 200.000. Nói chung là bán xả cho mọi người giá 100.000 là rẻ lắm rồi. M24 em lên cho mọi người một cái chậu này là một cái chậu vũ nữ sô-cô-la hoa thơm. Cả nhà ơi, em kể cho mọi người cái câu chuyện là vũ nữ sô-cô-la ấy, nhiều bác bảo là tại sao hàng của các bác không phân nhánh. Nếu các bác cứ để cho nó thuận theo tự nhiên như ví dụ như cái ngồng này, ngồng sô-cô-la này, thì nó sẽ vươn rất là dài nhưng mà nó sẽ không phân nhánh đâu. Hoa của nó sẽ không có sự phân nhánh đấy cả nhà nhé. Nếu mà các bác cứ để dài là nó cứ dài tầm 1,5 m là nó cũng sẽ không phân nhánh. Nhưng mà cái ngồng sô-cô-la bên đây này, em hôm vừa rồi em vặt đi đoạn đầu tiên, cái bạn đây này, coi như là em hãm lại cái sự phát triển của cái ngọn. Và đây các bác nhìn này, cái sự phân nhánh của cái sô-cô-la nhiều chưa? Cái sự phân nhánh này nó sẽ dài ra nhiều đấy ạ. Cái chậu này nhiều thân lắm, em bán 200.000 thôi. Mã M29. Nên là để mọi người lưu ý nhá, nếu mà không may lỡ may đi vận chuyển mà nó gãy cái đầu ngọn hay nó gãy một chút xíu, các bác yên tâm là cây của nó vẫn chơi hoa mà thậm chí có chơi hoa còn đẹp hơn ạ. Cái cây sô-cô-la này rất là nhiều thân, em bán 200 thôi. M25, một cái bảng hoàng thảo vôi tím. Cái vôi này hôm buổi đầu em bán 180 này. Nhưng mà cái vôi này ạ, cái bảng này em bán rất là nhiều lần rồi nhưng mà cực kỳ là nhiều thân cả nhà nhá. Em chẳng hiểu sao nên hôm nay em xả cái bảng này 140 đây. Rẻ hơn là các bác mua giống. M26 lên cho các bác một con đai châu. Con đai châu này hôm vừa rồi em cầm nó bị rơi nên nó bị tách cái lá này. Đấy chứ lạ này, xước một tí thôi. Chứ còn cây của nó rất là khỏe mà rất là to. Con đai châu này các bác nhìn xem nó ra cái màu gì, em không nhìn kỹ. Lá nó to lắm, em bán 90.000 thôi. M26. Con này to này em bán 150 đấy, giờ bán 90. M27 là một giả hạc Pháp. Giả hạc Pháp này có cái ngọn dài nhất này. Cực mập, mập bằng cái ngón tay trỏ luôn. Nhưng mà em vừa rồi vận chuyển nó bị gãy mất cái đầu ngọn. Còn đâu là bảng này, chậu này rất là nhiều thân. Hàng này em đang bán 130 nhá, có những lô 150 đấy. Hôm nay em xả cái này 100.000. M27 nhá, nó chỉ gọi là xước một tí đầu ngọn đâu, thực ra cái thân này nó dài rồi, nó cũng đã đến cái tuổi chuẩn bị thắt ngọn rồi. Nên kể cả nó xứt hay không xứt thì nó cũng chỉ dài đến như vậy thôi. Thân này rất là dài mập nhá, em bán 100.000. M27. M28 lên cho các bác một cái hình này là hình 5 cái trắng họng tím. Nếu mà cái họng hồng, 5 cái trắng họng hồng các bác có nhiều ấy, thì cái họng tím này thì rất là hiếm nhá cả nhà nhá. Cái chậu này em nuôi cũng rất là lâu rồi ở vườn ấy. Bây giờ nó lên rất là nhiều thân. Đây các bác nhìn này, 2, 4, thậm chí là 6 cái đầu ngọn dài nhá. Em bán 130 thôi. M29 là một chậu đen đô xuân nhưng mà hoa tím đậm. Chậu này hôm vừa rồi nở hoa rồi ạ. Hàng này hôm trước em bán 160 cơ. Nhưng hôm nay cái chậu này còn cái chậu cuối. Em để nó đang lên mầm này. Về các bác xử lý cho em là cắt cái này ra trồng lại cho em nhé. Hôm vừa rồi vận chuyển nó bị gập cái thân này tí. Đấy. Nên là cái giò này em xả cho mọi người với giá 90.000. Cái chậu đen đô xuân này có một cái đặc điểm, nó chính là cái hoa tím đậm cả nhà. Nó không phải như cái dòng đen đô thường đâu. Bông nó to lắm. Hàng này hoa gọi là đánh giá là bông đẹp. Đắt tiền. 90.000 cái chậu đen đô xuân hoa tím đậm này. M30 là một cái mã này là mã Brad hoa đổi màu. Đây chính là cái dòng Brad Copper Queen đấy các bạn. Copper Queen, cái M30 này em bán cho mọi người là 100.000. Tại sao em bán combo là 170? Bởi vì em bán lẻ một chậu này đã 80.000 nhá cả nhà nhá. Ví dụ hai chậu này đã là 160. Nhưng mà hàng này hôm vừa rồi em để trên cái sạp nó bị rơi xuống ấy, nó bị gãy mất một tí cái đầu lá này. Tức là nhìn tổng thể thì nó xấu mã một tí nhưng mà cây thì rất là khỏe nhá. Đây nó cũng đang lên mầm này. Nên là em xả cho mọi người đôi này là 100.000, tức là có 50.000 một chậu thôi. Đấy, 80.000 giờ xả một cây là 50.000 nên bán combo là 100.
Đây là những cái mã hàng trong phiên ngày hôm nay. Và các bác chốt đơn thì có thể kết hợp với những cái mã hàng buổi trưa nay á. Em cũng có lên một cái video clip để các bác có thể kết hợp vào gộp chung đơn. Những cái mã hàng này gần như là những cái mã hàng rất là đẹp và rẻ. Rất là mong mọi người ủng hộ em luôn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.